Đâu 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 đâu. Đây kìa. Bố hai chân mạnh cái ghê à. Thích đắc luôn. Cái này là kêu tập cơ bụng luôn. Tập cơ bụng. Đi 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 đi. Rồi rồi rồi, có họ có gì có nhịp sóng lan nữa nè. Ờ. Bây giờ mấy phút cái ảnh cưa xong rồi. Quá hay ha. Quá hay.
mất rồi. Có quá trời kiến điện á, kiến điện nhiều quá, vất vả quá. Ôi ôi. Đâu 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 đâu. Kiến nhà em thấy có ông gùi đúng không anh? Có ông gùi nữa. Mấy kiến nhỏ 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 nè. Quá kiến điện á. Nhìn cái bụi này nè. Vất vả quá anh Tùng. Ông nữa. Cũng thường thôi. Như một lực sĩ trời. Trời ơi. Tấm đường mi á. Mi luôn nữa à. Vậy là đốn mỗi cây rồi anh Tùng sẽ tấm ha. Tấm này cho nó mát cho mặt cưa nó khó chịu lắm. Trời tấm cũng độc vậy hả? Tấm nữa, nửa thân người á. Nửa thân người anh tấm vậy đó hả? Lý do sao mà anh chỉ tấm như thế này anh Tùng? Để cho đừng ướt cái quần. Không cho ướt cái quần á, chút leo cây khác nữa dễ. Tập trời ơi, tấm cũng độc nữa kìa. Cần em giúp không? Cần em giúp à. Anh Tùng từng học võ mà. Tấm nửa người rồi, không cho cái quần ướt. Quần ướt. Ồ, vậy cũng sạch mấy cái phần gì? Mặt cưa. Mặt cưa. Rồi. Hay quá. Rồi đó. Uống nước đi anh. Chế cảm ơn cưng nghe. Cho anh biết sao không? Mình là phụ nữ mà mình đi làm xong mệt mỏi nè, mà có trai đẹp lại cho nước nồi uống là mừng lắm luôn đó. Yeah. Hay quá. Cái men này đó. Phải không? Vậy em cũng thích nữa đó anh. Vậy mình đánh nhau luôn nha. Vậy mình tối nay mình đụng thùng khóa chảo đi. Đúng. Xong kiếm hợp ích luôn nha. Cày. Cái biệt danh mà vua khỉ là ai phong cho anh Tùng? Cái đó hồi lúc trước là ở xứ mình á, tại vì hồi đó còn nhỏ đó khỉ khổ lắm, là cái người ta đây là kêu là Tùng Khỉ chứ không phải là biểu diễn nữa. Nếu biểu diễn là mình phải ra sân khấu lớn hoặc là những gì là những cái người mà người ta đã qua trường lớp rồi mới gọi là biểu diễn, còn này cũng như là để mình diễn trò sẽ sơ vậy cho nó vui thôi, chứ cũng như thường thường mình tập được gì mình làm được đấy hả, chứ cái này cũng không có ham muốn gì cái này nhiều lắm, tại vì chuyên là cái đi cưa thôi, chuyên môn là đi cưa cây nên không có thời gian để luyện tập, mà con người mình có ở không mà luyện tập là ai cũng sẽ đạt được cảnh giới cao. Dạ. Cho nên chẳng qua cái gì là chăm hay không bằng quen tay. Mình hay chơi mà chơi cút bắt với đứa nít sớm á, hay chậm sớm mình á, nó vượt cái khi ở dưới đất thì đông quá đây mà nó dí thế là cũng dính mình, chạy cái mình nhảy lên cái cây, nên cây cái bắt đầu nó xúm nó bò lên nhảy, cái mình nhảy qua nhánh khác. Để đó gửi nó như khỉ rồi. Bằng là mấy con chó nó vượt cái đó thì chạy lại cái nhảy lên cái cây đó, cái rồi nó dí sủa không vậy đó. Biết là nó quen mà bây giờ thì nó lớn tuổi rồi, nó không đồ nhà bé không còn như xưa nữa, nhưng mà thí dụ nó cũng đó là 10 giờ cũng được bên võ thật á, cho nên mình uống dẻo, rồi cho nên mình thấy ta cầm cái đài, có người ta cầm cái chổi, ta làm gì nè, cái mình nhìn mình cũng hô cái hô tùng mày kiếm cái đàn, cái mình thấy vậy cái mình đưa cái dầu lên, cho nên cái riết thành cái thói quen vậy thôi. Chứ như hồi đó học thì mình có dẻo là uống dẻo vậy nè đó, mình cái đầu mình khom xuống khom vậy nè. Đó không biết nó có dẻo chứ nó quen mình tập dẻo. Quá trời dẻo luôn. Rồi giết rồi cho nên cái chân mình mới đưa lên mình mới làm cái thân được vậy đó. Nó buồn ra cũng thẳng luôn. Về nhà em thử rồi, về nhà em thử giống anh đưa lên không được, nó co cho đầu gối không à. Ồ thẳng băng luôn. Đây là một trong những cái thế mà hậu quyền. Cái mặt của anh không biết anh Hớn có để cái gương mặt của anh Tùng không? Khi mà anh Tùng đưa cái mặt của anh cái thằng sắc nó ghê. Hậu quyền là nó đánh bằng mấy cái gù này nè. Dạ. Cũng như là gãy đó, như là nè. Vậy là cái này quất mạnh cái đầu. Lý chỏ. Cũng như đang vậy cái trên quay xuống hoặc là nó đánh gãy đó, gãy vô mặt rồi cũng như. Rồi người ta rồi gãy cái bắt chứ nè, cũng như ở kia đó. Là đó là cái đầu kia bên hậu quyền. Tay nó dịu nhưng mà khi có khi gồng, có khi nương nó dịu nhưng mà phải né nha, chứ có khi có những người ta đá vô mấy cái tay nó chịu không nổi, nó sẽ bị nó yếu đi, mà mình phải tập. Rồi có khi có nhịp sóng lan nữa nè. Vậy nè. Là cái này là cái là nhịp cái đúng là sông loan là đó.
Ô đây cảnh đẹp quá. Ô anh leo nhanh kìa. Ô anh nắm anh leo rất là nhanh luôn. Ôi rồi, móc cái chân kìa, móc cái chân kìa. Nó yếu rồi nè. Ôi trời ơi. Ủa cái chân anh mạnh kìa, thấy không? Ghê. Ồ rồi leo nhảy. Ừ, ghê quá. Dữ thiệt. em bây giờ tin là ngày xưa anh chơi cúp đất anh điện. Trụ điện thì đó nó có đồ lộn trên. Ừ. Biểu diễn trụ điện luôn. Vậy nè. Cái gì? Đâu. Cái kìa. Bố hai chân mạnh thấy ghê không? Thích đắc luôn. Cái này là kêu tập cơ bụng luôn. Tập cơ bụng. Quá mạnh. Cái cờ của anh quá mạnh. anh nhảy lại cho em coi đợi đợi nói. Thánh thoát kỹ luôn quá hay. Quá lợi hại anh Tùng ơi, em ngưỡng mộ anh luôn rồi đó. Cái ông có chơi trong nói thường kìa. À, bây giờ cô bác của anh chị con cưng có vẻ là khá là tò mò khi mà anh Tùng anh không biết diễn cái trò gì với chiếc xe này. Có như là thay vì dưới đò á. Dạ. Dưới đò khi mình quay để diễn cái chiếc xe ông ta này. Chiếc xe này đó mình thí dụ qua đò đó. Qua đò thì mình muốn quay đầu này cái ở trên, thí dụ trên đà bờ thì mình quay về nào, phải không? Mình dạ. Quay về có chân trống. Đó. Quay. Dạ. Còn nếu mà dưới phà mà chật quá đó rồi cái mình quay đầu lại hơi khó đó, mình bồng lên. Ồ. Ừ. Bồng lên mình ghê tới về luôn được. Trời ơi mạnh kìa. Trời ơi. Lực ghê gớm thiệt. Tôi ngồi lên luôn cái chua không? Chiếc xe này khoảng nhiêu ký anh Tùng? Ờ, tụi nó 9 mấy ký nè. Ồ, xe này trăm ngoài chứ. Trong ngoài ký. Trong ngoài luôn hả chú? Trong ngoài chứ. Rồi, có cái một à? Có khi có cái máy cưa rồi nữa. Có khi máy cưa. Có máy cưa nè. Có ba lô nè. Rồi kim thái đó. Là 100 ký. Dạ, kim thái 100 ký. Mà không có xăng thôi nha. Dạ. Còn này chắc ông Trung Quốc quá. Em chỉ biết câm nín coi anh diễn rồi. Mình phải tay này bộng đây. Đâu anh làm lại lần nữa anh Tùng. Tay này bộng đây. Dạ. Trời ơi, ta đà hỏng chân bánh chân. Trời ơi. Dữ dằn. Bồng xe. Chiêu bồng xe. Quá mạnh. Cô bác quý chị chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ chia tay với anh Tùng tại đây. Xin cảm ơn cô bác quý chị đã theo dõi đến clip đến thời điểm này. Rất mong gặp lại cô bác quý chị ở những video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.